Trong thời gian qua, đảng dân chủ sau khi nắm đa số ghế trong lưỡng viện quốc hội đã thực thi nhiều chính sách cải tổ từ y tế đến tài chính và sự kiện này đã làm nổi bật một phong trào có tên là Tea Party. Thế phong trào này có từ khi nào và chủ trương những gì? Tea Party, is a grassroots movement. Tea Party là một phong trào không có tổ chức của những người quan tâm về chính trị, không lệ thuộc vào các đảng dân chủ hay cộng hòa. Họ chỉ là những cử tri, họ muốn đưa ra quan điểm của họ cho mọi người. Đó chính là phong trào Tea Party và mọi người mỗi ngày đều cần đưa ra tiếng nói của mình. Đó chỉ là tập hợp sinh hoạt mà không cần ngân khoản lớn. Họ là những người hoạt động chung với nhau và có những hành động về chính trị. Vâng, thưa ông, xin ông giải thích cho chúng tôi được hiểu thế nào là một chính phủ nhỏ và thế nào là một chính phủ lớn. Vâng. Well, trong hiến pháp của nước Mỹ có những phân quyền rõ rệt. Điều chúng tôi muốn là kiểm soát chính phủ. Ngay từ thời 1776, chúng ta đã có giới hạn sự chi tiêu của chính phủ và chúng ta đã làm điều đó trong bản hiến pháp. Ở điều khoản số 1 đã có quy định, đó là chính phủ liên bang phải thực thi và những quy định không cho phép họ làm. Ở đây chúng tôi nhận thấy, chính quyền Tổng thống Obama đã vượt quá những quy định giới hạn trong hiến pháp và tạo ra một lỗ hổng lớn trong vấn đề kinh tế. Và điều này người dân không muốn. Họ không muốn chính phủ kiểm soát quá nhiều, họ không muốn chính phủ tham gia vào các hoạt động tài chính, họ không muốn chính phủ xen vào các bảo hiểm về chăm sóc y tế. Nhưng mà chính phủ vẫn làm và điều này đã làm phật lòng rất nhiều cử tri. Nếu một dự luật mà muốn được thành hình, được thực thi thì dự luật đó phải được thông qua Quốc hội lưỡng viện. Vậy thì thưa ông, Tea Party của ông có bao nhiêu người ở trong lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ? Phải hiểu rõ ngay từ đầu, Tea Party không phải là một đảng phái chính trị. Chúng tôi không phải là đảng Cộng hòa, chúng tôi cũng không phải là đảng Dân chủ. Chúng tôi chỉ là một hệ tư tưởng. Chúng tôi ủng hộ cho những ứng cử viên nào có cùng quan điểm với chúng tôi. Cho nên chúng tôi không cần thiết phải nói rằng chúng tôi thuộc đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ. Chúng tôi có giá trị riêng. And we're going to reestablish our freedoms in the constitution.